Xin chào các bạn đang đến với chuỗi hoạt động truyền thông và chia sẻ kỹ năng thử thách mùa dịch vượt qua cùng tôi. Những audio trước, chúng ta đã đề cập đến việc nên tiếp cận những khách hàng có mối quan hệ nóng ấm trong mùa dịch. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ các anh chị cấp quản lý ba miền với chủ đề làm sao đặt hẹn khách hàng hiệu quả trong mùa dịch nhé. Chào Ngọc, anh Dũng ở bên công ty bảo hiểm AA đây. Ngọc có khỏe không? Dạ, cũng ổn anh ơi. Khỏe là tốt rồi. Thế, sắp hết cách ly xã hội, Ngọc đã có kế hoạch đi làm lại chưa? Dạ, chắc cũng đợi thông báo. Mà em cũng muốn đi làm quá, chứ ở nhà cũng buồn. Ừ, thật ra ai cũng vậy mà. Cũng muốn đi làm để giao lưu, phát triển con người. Chứ ngồi ở nhà suốt ngày cứ họp online, thể dục, ăn uống cũng hết ngày. Và tâm lý chung ở nhà là căng thẳng không thoải mái. Dạ đúng rồi. Ngọc ơi, hôm trước anh có tư vấn cho Ngọc về gói giải pháp bảo hiểm. Và hôm nay rất vui công ty AA có chương trình đồng hành cùng khách hàng trong mùa dịch Covid. Ngọc là một trong khách hàng tiềm năng. Anh đã đề nghị công ty có phần quà tặng gửi tới Ngọc. Đó là gel rửa tay, khẩu trang y tế và một hợp đồng bảo hiểm trị giá bảo vệ lên 100 triệu. Vậy anh có thể xin phép Ngọc là 3 giờ chiều mai thứ 6 hoặc 3 giờ chiều ngày thứ 7 anh qua gửi tặng Ngọc hợp đồng bảo hiểm cũng như là bộ quà tặng của công ty AA. Buổi nào thì thuận lợi hơn cho Ngọc? Dạ, và anh ship cho em nhé, chứ bây giờ gặp cũng không tiện. Ừ, cảm ơn Ngọc. Tâm lý đó không chỉ riêng mình Ngọc đâu, mà có rất nhiều người cũng hạn chế gặp theo quy định cách ly của chính phủ. Nhưng Ngọc à, bộ quà tặng gửi qua ship chuyển cho Ngọc thì rất là đơn giản, nhưng trong đó hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ và mang đến sự an tâm cho Ngọc, nên anh cũng cần phải gặp mặt để giải thích rõ hơn về quyền lợi cũng như điền các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ gửi về công ty AA. Chỉ mất khoảng 10-15 phút là xong. Vậy anh không tiện gửi ship cho Ngọc Ngọc à? Anh nói rõ hơn giúp em về hợp đồng bảo hiểm đó là gì được không ạ? Anh hỏi một chút nhé, hàng ngày Ngọc đi làm bằng phương tiện gì? Dạ xe gắn máy. Vậy trong cốp xe của Ngọc có thường xuyên mang áo mưa để đề phòng không? Dạ có chứ anh. Và hợp đồng bảo hiểm giống như áo mưa vậy, nếu không may gặp mưa, mình có thể sử dụng ngay lập tức. Và Ngọc cứ hiểu đơn giản rằng hợp đồng bảo hiểm giống như một cái bùa hộ mệnh, tạo ra sự an tâm cho bản thân. Anh đến gặp và sẽ giải thích rõ hơn về các quyền lợi. Và hợp đồng bảo hiểm này là hoàn toàn miễn phí Ngọc nhé, vì đây là chương trình AA đồng hành cùng khách hàng trong mùa dịch Covid-19. Ở AA không có nhiều hợp đồng, mỗi đại lý chỉ có 10 hợp đồng thôi, chỉ dành cho khách hàng tiềm năng như là Ngọc, khách hàng có mối quan hệ thân thiết thì mới được tặng. Và đặc biệt, chỉ những đại lý xuất sắc mới được cấp hợp đồng và bộ quà tặng này thôi. Vậy, 3 giờ chiều thứ 7 anh qua gặp Ngọc Ngọc nhé. Khoảng 10-15 phút là xong. Sau đó anh lại có hẹn tư vấn bảo hiểm cho khách hàng gần đó. Dạ, mình gặp 10 phút thôi nha anh. Ừ, theo đúng quy định của chính phủ, khoảng cách tiếp xúc từ 1,5m đến 2m. Và anh hoàn thiện hồ sơ luôn, gửi về công ty để Ngọc được an tâm, được bảo vệ. Trước khi đi, anh sẽ gọi điện báo cho Ngọc, Ngọc nhé. Ok anh, 3 giờ thứ 7 anh ghé cho em nhé. Cảm ơn Ngọc. Hẹn gặp Ngọc chiều thứ 7. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào Trung, chị Hưng bên AA đây, em khỏe không? Dạ em khỏe à. Công việc dạo này em, đại dịch này thì có đi làm được không và có ảnh hưởng gì đến gia đình không? Các cháu ở nhà nghỉ học hay là học online hả em? Đại dịch lên công việc em cũng không thuận lợi lắm. Một tuần em chỉ lên công ty 2 lần thôi chị. Ở nhà cũng nhiều nên thu nhập cũng hạn chế. Các con em thì vẫn còn chưa đi học, ở nhà học online đó chị. Ừ, chị hiểu mà, khó khăn trong mùa dịch thì là tình hình chung, ai cũng như rửa cả. Nhưng mà chỉ cần sức khỏe của mình ok là tuyệt vời rồi. Chị chúc mừng em bởi vì là hiện tại sức khỏe của gia đình mình đã còn ổn. Và em cứ yên tâm đi, tất cả mọi thứ rồi nó cũng trôi qua cả thôi. Chỉ cần bản thân mình khỏe thì không có vấn đề gì cả. Mà siêng năng chăm chỉ giỏi giang như vợ chồng em làm răng mà chết đói được.
Mình cũng tận dụng tranh thủ cái thời gian này nghỉ ngơi chơi với các con, thăm nóng tình cảm với chồng, coi như là một cách sống chậm lại để tận hưởng thêm cái giá trị cuộc sống em nhé. Chị thì sáng nay cũng ở nhà kèm con học online, còn chiều thì chị sẽ qua để gửi cho em một cái món quà. Cái quà này thì tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà chăm sóc cho gia đình mình tuyệt vời lắm. Nó sẽ bảo vệ gia đình mình vượt qua mùa dịch rất là ok, bởi vì nó hỗ trợ tăng sức đề kháng lên đến 5-6-70% đó em, nếu mà mình sử dụng thường xuyên. Dạ thôi phiền chị, không cần đâu, em giữ gìn cho gia đình thế này là ok rồi. Chị biết mà, chị biết em rất là tuyệt vời, rất là chỉnh chu trong cái việc chăm sóc gia đình, nhưng mà cái này chị tin nó cũng không thừa đâu. Mà chắc chắn là khi em nhận thì em rất là vui, bởi vì sau này thì không có cơ hội nữa, mà không phải ai cũng được nhận quà của chị Hương đâu nha. Chị ghé qua một xíu thôi, cho nên là cũng không có làm phiền gì đến em và gia đình cả. Vẫn giữ nguyên nghị định của chính phủ là đeo khẩu trang khi nói chuyện và không bắt tay, cho nên em yên tâm này. Rồi, thế thì ok nhá. Chiều hay tối rảnh thì em rảnh thì chị ghé qua gia đình mình để tặng cho gia đình mình một số chai nước sát khuẩn và khẩu trang vải. Bởi vì khẩu trang y tế thì mình dành cho các bác sĩ y tá hay. Còn khẩu trang vải thì mình cũng giặt đi giặt lại, dùng đi dùng lại được trong một thời gian nó khá là tiện. Và cái thời gian vừa rồi thật ra là chị có mua combo chanh xả gừng, mật ong hoặc đường phèn để uống. Đấy là một cái cách mà các bác sĩ đang khuyên mình dùng hàng ngày để gia tăng sức đề kháng em ạ. Mà không có gì bằng gia tăng sức đề kháng cả. Cái mỗi trưa thể thì chiêu hay là tối thì tiền hơn cho em. Dạ vậy, chị qua đi. Khi nào chị rảnh thì chị ghé qua. Bạn nên thiết kế một giỏ sách giấy sang trọng, đẹp mắt, có tên của đại lý, số điện thoại, Facebook, Zalo. Nếu bạn đã là đại sứ MDRT thì đừng ngần ngại, hãy ghi ngay danh hiệu của mình lên giỏ sách. Tiếp theo đó là một câu slogan của bạn về công việc bảo hiểm nhân thọ. Với một chiếc túi sách đẹp, khách hàng sẽ không bỏ đi mà có thể tái sử dụng trong nhà, từ đó ghi dấu tên bạn lâu hơn trong lòng khách hàng. Hơn hết, cách làm này chính là việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh cá nhân của bạn đến khách hàng hiệu quả và tinh tế. Dạ alo, em chào chị Minh ạ. Alo, chị Minh nghe không ạ? Em chào ai vậy em? Chào chị Minh, quên em lưu số em rồi. Dạ, rồi bữa trước đó chị em mình có gặp ở Galaxy á chị Minh. Em có làm về cái chương trình mà khảo sát tài chính cũng giống như sức khỏe cho cả gia đình mình, cái hôm mà mình đưa bé đi coi phim hoạt hình đó chị. Chị nhớ rồi em, sorry dạ, nha. Dạ, dạ. Chị mới cài đặt lại nhưng mà mất số điện thoại được cả chơi nha. Dạ không sao chị, và em giới thiệu xíu là để có tí nữa có gì chị lưu lại số của em luôn. Thì em là Đỗ Thị Kim Uyên, hiện đang là chuyên viên hoạt động tài chính tại AA Exchange Hồ Chí Minh. Bữa trước em có giới thiệu cho mình cái gói về sản phẩm ở bên em á. Thì không biết là chị còn lưu lại email, bữa giờ chị có đọc qua chưa chị ha? Đợt trước em gửi thì chị có xem qua rồi, nhưng mà mấy nay chị yêu quá là chị cũng quên cái nội dung rồi, mà không biết là hả, chị có gì đâu hết. À vậy hả chị, và tại vì em gọi em hỏi thăm xíu về sức khỏe của mình, cũng giống như là không biết mùa dịch này chị đi làm hay là mình làm ở việc tại nhà chị ha, công việc ổn không chị? Công ty của chị thì cho đi làm 3 ngày một tuần, còn vẫn ổn. Dạ. Thì thu nhập thì chắc chắn là hạn chế hơn bình thường rồi. Dạ, đó là lý do mà em gọi điện lại cho mình. Tại vì mấy đợt trước em gọi thì chị hơi bận. Đợt này trong quá trình mà hỗ trợ cho khách hàng á, thì em thấy là một việc là khách hàng nào họ cũng cần vào thời gian này để cần hỗ trợ cả. Nên đó là lý do mà em xuất hiện cho chị hôm nay đó. Ủa mà sao vậy em? Dạ, thì tại vì á, bên em đang có 20 xuất quà dành tặng cho khách hàng á chị. Ở mùa này á, thì mình đi mua sắm thì đa số dùng tiền mặt á, nó hơi bất tiện. Nên bên em dành tặng cho khách 20 xuất này á, đi siêu thị để an toàn, để mình tránh cái trường hợp mà mình sử dụng tiền mặt đó chị ạ. Tránh lây nhiễm. Với lại em gái của em làm bên dược nên em có nhờ bạn á, order dùng em những cái xuất nước rửa, nước súc miệng á chị. Mà đây là cái loại mà họ dùng để chữa trị cho virus corona hiện tại luôn á chị. Thì vừa rồi em cũng giữ được một ít nên em định ghé qua tặng cho gia đình mình và hai cháu nữa chị ạ. Em thì
Dạ, chị cảm ơn em nha. Mà chị thấy có 20 suất là ít quá, em có nghĩ lại dùng hay là tặng cho khách khác đi. Tại vì chị cũng có chuẩn bị cho gia đình chị dùng đủ rồi đó em. À, em cũng biết là chắc chắn chị sẽ chuẩn bị. Tại vì cái mùa này mà để đi mua những nước súc miệng hay này kia cho cả nhà mình đó, nó hơi khó. Tại vì lỡ như ngủ máy lạnh hay này kia thì cái cổ họng của mình nó hay bị đau á chị. Thì mình có thể dùng thì nó rất là ok. Và em cũng biết là lý do mà anh chị dự định cũng khó gặp nhau trong mùa này. Tại vì sợ là tiếp xúc nhiều người hay là có phần nào đó mà tiếp cận hiện tại thì cũng đang cách ly xã hội nữa. Nên đó là lý do mà chị yên tâm rằng khi em qua thì em cũng giữ khoảng cách với gia đình mình. Tại vì em nghĩ là suất này thì khách hàng của em ai cũng cần, nhưng em chỉ nốt ra được 20 khách hàng. Thì chị là một trong những 20 khách mà em nghĩ là em sẽ gửi lấy Thảo đầu tiên. Nên chị yên tâm là em nghĩ là hai bé nhà mình, tại vì á em chọn những khách hàng nào mà có nhà có em bé nhỏ thì em gửi tặng trước, và đó là lý do mà em ưu tiên hai bé nhà mình đầu tiên á chị. Em. Dạ. Nếu được vậy đó, vậy ơi, chiều mai thì em cứ qua nhà chị nha. Dạ. Các bạn thân mến, dù cho bạn ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, cách mở đầu câu chuyện có thể khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy một số điểm chung khi đặt hẹn với khách hàng qua điện thoại, phải không nào? Cùng điểm lại những yếu tố đặt hẹn thành công của ba nhà quản lý tài năng ở ba miền nhé.